tiếp tục qua việc anh chị ạ. À, tiếp tục qua việc anh chị ơi. Lô đất này là 5x20, 100m full hết tổ cư, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, ngay ngã tư Bình Thung, ngay quốc lộ 1K 200m. 2 tỷ 750 triệu không thương lượng anh chị nha. Giá này là rất rẻ, rẻ hơn thị trường rất nhiều luôn. Ở khu vực này của anh chị gần dự án Phú Hồng Thịnh 10 luôn. Chỗ này nếu mà ở dự án Phú Hồng Thịnh 10 mà 60m² là phải tầm 2 tỷ 8 rồi của anh chị nha. 60m thôi. Nhưng mà đây, lô này 100m² là 5x20, 100m full hết thổ cư. Trong khu dân cư luôn, chỉ có 2 tỷ 750 triệu. Giá này chính chủ chào bán và chính chủ bán trong 10 ngày quý anh chị nha. Bên chủ báo như thế nào thì em Hải sẽ đưa đầy đủ thông tin như vậy cho toàn thể quý anh chị mình. Có nghĩa là anh chủ này sẽ bán với mức giá chấp nhận là 2 tỷ 750 triệu. 5 x 20 100 m thổ cư hết, sổ hồng riêng quý anh chị nha. Bên em chỉ review bất động sản có sổ thôi, anh chị yên tâm mua là công chứng sang tay luôn, hỗ trợ ngân hàng luôn. Nên đây là một mức giá rẻ, người ta chỉ bán trong vòng 10 ngày để xử lý công việc gia đình, công việc cá nhân thôi. Thì bán trong vòng 10 ngày, nếu anh chị nào mà thấy phù hợp thì mình mua quý anh chị nha. Còn giá này em cam kết với anh chị mình, trên thị trường không có lô thứ hai, dám chắc với anh chị mình luôn. Chỗ đây là phường Bình An, thành phố Di An và gần quốc lộ 1K, gần ngã tư Bình Thông. Đó, chỗ này là phường Tân Đông Hiệp quý anh chị nha. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An. Chỗ này là gần ngã tư Bình Thông, ở gần quốc lộ 1K. Đó, rất là đẹp luôn, gần dự án Phú Hồng Thịnh 10 đâu quý chị. Thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô đất giá rẻ này. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản để tiếp tục theo dõi các video mới. Những video tiếp theo em có rất là nhiều nhà đất tại thành phố Di An, thành phố Thuận An. Anh chị ký gửi rất là nhiều nên bên em có rất là nhiều nhà đất nên là phù hợp với toàn thể quý chị. Anh chị nào có nhu cầu như nào cứ liên hệ cho em Hải, em sẽ gửi đầy đủ thông tin cho anh chị mình xem. Và điều đặc biệt là bên em chỉ bán sổ hồng riêng quý chị nha. Tất cả bất động sản bên em chào bán là sổ sách giấy tờ đầy đủ và thông tin em Hải đưa là đúng 100%, không lệch nhau quý chị nha. Anh chị nào làm việc với em Hải, anh chị sẽ biết nha. Gọi em Hải ngay trực tiếp để xem cái lô đất này, em gửi sổ và anh chị mình đi xem, em sẽ dẫn anh chị đi xem. Em sẽ hẹn anh chị mình ở ngã tư Bình Thông nếu anh chị mình muốn, hoặc không thì em sẽ đón mình ở Bixigo. Bixigo chỗ này xuống Bixigo anh chị ơi, đúng 3 km chạy thẳng một đường quốc lộ 1K nha. Bixigo và bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức á, đúng 3 km nha. Đó. Đó, lô đất của mình là đó quý anh chị nha. Ở trên đất là đang có một cái cây ốt quý anh chị ạ, chỉ có một cái cây ốt thôi. Cái này là bán đất thôi quý anh chị nha, tặng cho mình cái cây ốt đó, nếu mà mình để vậy cũng được, không thì mình bỏ lên mình xây nhà. Thì đây này, cái đường này là đường thông, đường bê tông, lọt lòng rải nhựa bê tông này quý anh chị ơi là 7m, còn nếu tính vỉa hè là mỗi bên 3m nữa là 13m tổng. Đường này là thông hai đầu, đường này là khu dân cư quý anh chị nha, khu dân cư, khu tái định cư nên là ở đây xây tự do, xây thoải mái và nó thông bàn cờ, thông hai đầu quý anh chị nha. Bên đây này nó cũng thông này quý anh chị thấy không? Đó. Và vị trí đâu quý anh chị? Đây là phường Tân Đông Hiệp và chỗ này là gần ngã tư Bình Thông, gần quốc lộ 1K, gần dự án Phú Hồng Thịnh 10. Những cái vị trí em nêu đó chỉ đâu đó loanh quanh 200-300m thôi anh chị nha. Ngoài ra anh chị mình xuống Bixigo của Di An đó, Go Di An đó quý chị, ngày xưa Bixi này đổi thành Go rồi đó. Và bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức đó quý chị, đúng 3 km, đúng 100%, không lệch 1m quý anh chị nha. Nói vậy thôi nhưng mà em khẳng định cho anh chị mình là đúng 3 km. Nó có lệch thì chỉ lệch một chút xíu thôi quý anh chị nha, chứ không phải như người ta là 4 km mà nói 3 km, không, bên em nói là đúng luôn, 3 km là 3 km. Nếu có lệch thì lệch 200-300m thôi quý anh chị ạ, lệch 200-300m không đáng kể quý anh chị nha. Đúng 3 km anh chị mình sẽ xuống Bixigo, xuống bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức quý anh chị nha, dọc quốc lộ 1K, một đường quốc lộ 1K chạy thẳng thôi quý anh chị nhá. Đó thì đây, đường thông bằng cờ, đường thông hai đầu và khu dân cư ở kín đâu quý anh chị theo. Ở đây được cái là xây tự do, xây thoải mái quý anh chị. Anh chị mình xây kiểu gì cũng được, xây cấp 4 được, xây nhà lầu 1 lầu, 2 lầu, 3 lầu quý anh chị theo. Đó, nhà nào thích xây kiểu gì xây, tại vì đây là khu tái định cư quý anh chị nhá. Đó thì cái lô đất mà ngày hôm nay em Hải gửi tới cho anh chị mình trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Đây là một lô đất mà em nói với anh chị mình là rẻ, trên thị trường không có lô thứ hai. Nếu mà anh chị xem được video này là phải đi xem sớm và mua ngay nếu mà anh chị nào thấy phù hợp anh chị nhá. Còn ở trên thị trường là không có lô nào mà rẻ hơn lô này đâu, em dám chắc với anh chị mình luôn. Ở quanh đây, thị trường xung quanh đây 60m² là người ta đã bán ở ngưỡng 2 tỷ 8, 3 tỷ rồi, loanh quanh đó, là loanh quanh với những cái khu dân cư và đường 12m thông như thế này đó. Đó là giá thị trường, giá chung. Còn ở đây là em Hải đang review và giới thiệu cho anh chị mình là lô đất 5x20, 100m full hết thổ cư đó, 100m lận quý chị ạ, ngang năm đẹp nhá, xây nhà là bao đẹp luôn quý chị ạ, trừ trước sân làm ô tô các kiểu ha, đường xá hạ tầng rộng rãi thoải mái, xây tự do, thích xây kiểu gì mình xây đó. Sổ hồng riêng công chứng luôn, sang tay luôn, bên em chỉ review bất động sản sổ hồng riêng thôi. Bên em cũng nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Anh chị nào có nhu cầu mua bán hay ký gửi cứ alo cho em Hải nhá. Đó, bên em là thông tin đưa là đầy đủ, chính xác, minh bạch, công khai, đúng 100% trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản duy nhất của anh chị nha. Đó, thì nếu anh chị nào đã từng làm việc nhiều với em Hải, anh chị sẽ biết nhá. Rồi, em Hải chuyên nhà đất thành phố Di An, thành phố Thuận An.
Xin chào toàn thể quý anh chị mình. Còn lô đất này là 5x20, em xin tổng kết lại là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, bán gấp là 2 tỷ 750 triệu. Và em cũng nói với anh chị mình luôn, giá này không thương lượng anh chị ạ. Đó, anh chị thông cảm, tại vì bên chủ là đưa ra mức giá quá rẻ rồi, quá tốt rồi, cần bán gấp trong vòng 10 ngày thôi. Nếu mà quá 10 ngày mà anh chị mình alo cho em Hải là khả năng là không bán nữa quý anh chị, ha, hoặc có thể là một vài ngày tới sẽ bán, tại vì lô này nó đang rất là rẻ quý anh chị ạ. Thì những lô đất rẻ là được rất là nhiều anh chị săn đón quý anh chị nhá. Đó, tại vì bây giờ nhu cầu mua nhà mua đất rất là nhiều quý anh chị ạ, tại vì bây giờ lãi suất ngân hàng giảm rồi quý anh chị ơi, chỉ còn 7,5% ưu đãi năm đầu ngân hàng Vietcombank lãi suất tháng 9 này. Ở bên ngân hàng vừa thông báo cho bên em luôn. Đó, anh chị nào muốn vay bên em sẽ làm hồ sơ luôn cho anh chị mình nhá. 7,5% thôi, rẻ quá rẻ luôn. Rồi, em xin chào.